Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2024, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật cho các nghệ nhân trồng lan từ các vùng miền trên cả nước, giúp người dân và du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa này. Năm nay, hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng toàn quốc lần thứ 9 năm 2024 tại thành phố Cần Thơ chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 9 tới đây tại khuôn viên công viên bờ kè sông Hậu. Để giao lưu và tranh tài cùng với các tỉnh bạn, những nghệ nhân cũng như các nhà vườn lan ở thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo những tác phẩm của mình để tham gia hội thi và triển lãm của năm nay. Cũng nhiều cái yếu tố quan trọng lắm, về cây cối rồi về chậu rồi từ thân lá rồi từ bông là đến đi thi một tác phẩm phải nói là đẹp thì cũng trải qua một quá trình chăm sóc mài mò rất là cẩn thận và chu đáo. Đam mê và kinh doanh trong lĩnh vực hoa lan gần 5 năm. Đây là năm thứ 2 anh Nguyễn Thanh Hiền tham gia hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng toàn quốc tại thành phố Cần Thơ với dòng Dendro chớp vàng đỏ. So về năm trước với năm nay thì em có dự thi nhiều tác phẩm hơn năm trước. Những tác phẩm của em năm nay dự thi đó, những dòng Dendro chớp vàng đỏ, những dòng đó là thị trường hiện giờ đang là phổ biến của cái ngành lan. Đến thời điểm này thì anh Phạm Tiến Hùng ở quận Cái Răng cũng đã chuẩn bị chu đáo những tác phẩm với dòng Dendro chớp pink cánh tròn để sẵn sàng cho hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng toàn quốc tại thành phố Cần Thơ năm nay. Chuyên trồng và chăm sóc các cái dòng Dendro để mà chia sẻ cùng anh chị em, với hơn nữa nếu có tác phẩm đẹp thì mình tham dự các cuộc thi, tham gia học hỏi cùng anh chị em cả nước. Hy vọng là cái hoa lan năm nay là có nhiều cái tác phẩm đẹp để mọi người đến chiêm ngưỡng. Với chủ đề nâng niu vẻ đẹp kết tình bằng hữu, hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng toàn quốc lần thứ 9 năm nay tại thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ thu hút khoảng 300 tác phẩm dự thi và 200 tác phẩm trưng bày của các nghệ nhân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm nay ban tổ chức cơ cấu gồm có 9 bộ giải, thì bao gồm như những cái thể loại lan là cách lây da, Dendro rồi tổng hợp, rồi lan kiếm, lan hài vân vân. Năm nay nó cũng quy tụ được khoảng hơn 30 câu lạc bộ, hội, chi hội, hiệp hội và nhóm hoa lan trên toàn quốc tham gia, với số lượng nghệ nhân tham gia khoảng là gần 1.000 nghệ nhân trên cả nước quy tụ về. Công tác chuẩn bị hiện tại thì anh em câu lạc bộ đang gấp rút và các công đoạn hoàn thiện, sẵn sàng để đón tiếp quý vị khách quý, quý vị đại biểu và tất cả các nghệ nhân trên toàn quốc về tham gia. Hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng toàn quốc hàng năm diễn ra tại thành phố Cần Thơ không chỉ vinh danh những tác phẩm đẹp mà còn là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người trồng hoa lan. Từ đó tạo sự gắn kết người chơi và đam mê hoa lan từ khắp mọi miền đất nước đến với thành phố Cần Thơ.